thêm 14.872 ca COVID-19. Việt Nam đã bao phủ 2 mũi vaccine. Tối ngày 27 tháng 12, Bộ Y tế công bố 14.872 ca nhiễm mới tại 59 tỉnh thành, thấp nhất trong một tuần qua. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu các địa phương. Hôm nay 27 tháng 12, nước ta ghi nhận 14.872 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 14.867 ca ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh thành phố. Cụ thể là Hà Nội tiếp tục tăng số ca lên 1.948 ca, ngày thứ 7 dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm ghi nhận trong ngày. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Định 299, Bình Dương 153, Bến Tre 149. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng 664, Phú Yên 110 và Sơn La 107. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm trong nước là 1.660.900, trong đó 1.256.797 ca đã được công bố khỏi bệnh. Việt Nam đã bao phủ 2 mũi vaccine COVID-19, vượt mức mục tiêu WHO đề ra. Ngày 27 tháng 12, tại lễ phát động kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Việt Nam đã tiêm hơn 144 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và trở thành một trong 63 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới đã bao phủ 2 mũi tiêm chủng vaccine cho 66% dân số. Trong tổng số 63 quốc gia vùng lãnh thổ, Việt Nam nằm ở vị trí 52. Còn tính về liều số vaccine đã được tiêm thì Việt Nam xếp thứ 8 trên thế giới. Tỷ lệ này đã vượt mức mục tiêu mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra đến hết năm 2021. 40% dân số của mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng COVID-19. WHO dự báo vào tháng 4 năm 2022, tức là sau ít nhất một năm, Việt Nam mới có thể đạt được mục tiêu bao phủ vaccine cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh F0 nhập viện chuyển nặng giảm. Chiều 27 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố có thêm 544 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện số ca mắc COVID-19 nhập viện giảm sâu, thấp hơn số bệnh nhân được xuất viện. Cụ thể, ngày 26 tháng 12 có 436 bệnh nhân nhập viện, 543 người xuất viện. Bên cạnh đó ghi nhận 30 trường hợp tử vong. Đây là ngày có số ca tử vong thấp nhất hơn một tháng qua. Thành phố đã điều trị 7.929 F0, trong đó 241 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi, 403 bệnh nhân nặng cần thở máy, 16 người cần can thiệp ECMO. Có thể thấy, thành phố đã kéo giảm số ca mắc mới, số bệnh nhân nặng, số ca tử vong. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho rằng vẫn cần tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19 vì dịp nghỉ lễ Tết sắp đến, cũng như là thành phố sắp mở rộng việc học trực tiếp nên số ca F0 có thể sẽ tăng. Không sử dụng kháng viêm cho trẻ mắc COVID-19. Dịch bệnh tại Hà Nội ngày càng diễn biến phức tạp với số ca mắc COVID-19 liên tục đạt đỉnh trong cả nước. Điều này khiến cho nhiều gia đình có con nhỏ lo sợ và tích trữ thuốc để sử dụng cho con. Cụ thể, trong quá trình tư vấn cho F0 điều trị tại nhà, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, rất nhiều bậc phụ huynh tự mua thuốc và sử dụng các loại thuốc kháng viêm và corticoid cho trẻ em. Đặc biệt là trẻ dưới 12 tuổi dù không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ cũng sử dụng thuốc. Theo bác sĩ Hoàng, điều này là vô cùng nguy hiểm, có thể khiến bệnh tình không thuyên giảm mà còn nặng hơn và xảy ra những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Vì vậy, nếu nhà có trẻ bị mắc COVID-19, gia đình nên thông báo cho y tế địa phương để được theo dõi và tư vấn cách chăm sóc, nên cho trẻ ăn uống bổ sung và súc họng bằng nước súc họng mà Bộ Y tế đã khuyến cáo. Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc, nhất là kháng viêm và kháng sinh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.